Chúng ta tiếp tục. Sau đây thì chúng ta sẽ xét cái tính chất của ma trận chuyển cơ sở. Giả sử B, B1, B2 là các cơ sở hữu hạn chiều ấy, và không gian vector V. Và P1, P2 lần lượt là ma trận chuyển từ cơ sở B1 sang cơ sở P, rồi B2 sang B1. Khi đó P bằng P1 nhân P2 chính là ma trận chuyển cơ sở từ B2 sang B. Nói chung là viết như này là chúng ta hơi khó nhớ đúng không ạ? Thế thì sau đây thì thầy giáo sẽ hướng dẫn một cái cách viết. Để vẫn là dùng biểu đồ giao hoán thôi. Chúng ta viết, chúng ta sẽ nhớ mãi. Cái định lý này nhiều người hay viết lộn. Đây. Chúng ta sẽ dùng sơ đồ, biểu đồ giao hoán rất dễ để xử lý. Về đây, cơ sở B2. B này, cơ sở B1. B này, cơ sở B, đúng không? Thế thì cái con đầu tiên đấy là đây, nó viết như này nhưng thực ra đây là P2. Đúng không? P2 nghĩa là nó là cái P biến từ cái cơ sở B2 sang cơ sở B1. Thế còn cái thằng này nó là P1. Nhưng mà thực chất nó chính là cái ma trận chuyển cơ sở từ B1 sang B, đúng không? Anh chuyển từ B2 sang B1, xong lại từ B1 sang B. Nó đi như thế. Thì bây giờ nó nối vào thành cái này. Đấy, thế mới gọi là dùng biểu đồ giao hoán. Thì đây theo ký hiệu của bài, nó chính là cái P này mình đặt thôi. Đấy, chúng ta nhìn đây nhé. Thì có phải là nó đi theo thứ tự này, thì như thầy giáo đã nói đặt vấn đề trước trong cái ký hiệu là hợp thành của gánh xạ, học từ hồi môn logic suy luận. Thì nó viết như thế này là P2 đi trước, anh nào đi trước viết bên phải mà. Thế thôi, còn cái này là nó đặt cho nó gọn. Đấy, thì nó chính là cái ma trận chuyển cơ sở từ B2 sang B. Được chưa nào? Đấy, phải học những cái sơ đồ này siêu dễ thương, rất dễ nhớ. Được chưa? Rồi. Đây là thầy giáo đánh máy lại trông cho nó dễ quan sát hơn. Đó. Chọn chưa? Thiết lập được cái biểu đồ giao hoán rất dễ nhớ. Thì chúng ta chứng minh như này, lấy V là một vector bất kỳ thuộc vào V lớn, thì theo định lý 1.6 ở trên thì ta có V, tọa độ của V đối với cơ sở B thì bằng tính bởi công thức này, đúng chưa? Quá quen thuộc rồi, đúng không? Đấy, cái công thức này không học thuộc không làm được bài. Nhưng mà cái quan bên này thì mình lại ký hiệu là P1. Tương tự như vậy, tọa độ của V đối với cơ sở B1 thì nó lại bằng thế này. Thế bắt đầu mình mới thay vào. Thay vào. Đấy. Thay ngược vào, nhìn thấy chưa? Đấy nha. Mọi người vẫn chưa nhìn thấy, chưa hình dung ra được. Cái hai dòng đầu là hiểu chưa? Hai dòng hiểu rồi. Bây giờ bắt đầu thầy giáo thay từ từ để chúng ta quan sát. Cái lại nhiều khi á. Nhiều khi nhìn không hiểu gì đúng không? Đấy nha. Tọa độ của P đối với cơ sở B này thì bằng P1 nhân với tọa độ của V đối với cơ sở B1. Nhưng mà tọa độ của V đối với cơ sở B1 thì nó lại bằng cái chỗ thầy giáo bôi màu ấy. Là P2. Tọa độ của V đối với cơ sở P2. Em nhân tính chất ma trận của tính chất kết hợp tích ấy. Như vậy là P1, P2, V, B2. Ê thôi có gì đâu. Đấy. Trong tài liệu chỉ viết này thôi, không viết cái ở giữa. Thầy viết cái ở giữa để chúng ta thấy được là cái nghệ thuật học nó nối công thức như thế nào. Được chưa? Rồi, sau khi chứng minh xong thì chúng ta có thêm một cái chỗ nữa là cũng nhờ cái định lý 1.6 nhưng mà nó là phần đảo. Thì nếu như nó đẳng thức này nó xảy ra với mọi vector V thì cái anh này nó chính là một cơ là ma trận chuyển cơ sở. Đấy.
Vì cái trên nó là vector V bất kỳ mà. Ma trận chuyển cơ sở từ B2 sang B. Rồi. Rất ngon lành. Tiếp tục. Đây là tính chất của ma trận chuyển cơ sở tiếp theo. Nếu P là ma trận chuyển cơ sở từ B phẩy sang B một không gian vector V hữu hạn chiều thì P này phải khả nghịch, ma trận này nó khả nghịch và P mũ trừ 1 lại là ma trận chuyển cơ sở từ B phẩy từ B sang B phẩy. Ở đây là chứng minh. Mà chúng ta đã có được cái ma trận chuyển cơ sở bất kỳ sang chính nó là ma trận vị. Thế chúng ta gọi Q là cơ ma trận chuyển từ cơ sở B sang B phẩy. Mà P lại là ma trận chuyển cơ sở từ B phẩy sang B. Cho nên là theo định lý 1.7 thì P nhân với Q là ma trận chuyển từ cơ sở từ B sang B. Mà từ B sang B thì nó lại là ma trận đồng nhất. Đúng không? Suy ra P nhân với Q là bằng Y. Do đó P khả nghịch. Này, có lẽ chúng ta không hiểu tại sao P nhân với Q lại là ma trận chuyển từ cơ sở B sang B đúng không? Rồi thầy trò chúng ta cùng vẽ nhé. Vẽ cái sơ đồ ra là hiểu ngay mà. Cái PQ này do mình gọi mà. Đây. Thầy nó giải thích này, em quan sát này. V này, cơ sở B sang V cơ sở B phải. Đúng không? Thì cái theo cái ký hiệu này đâu? P là chuyển cơ sở từ B sang B phẩy, đây là P. Viết thêm cái nữa cho nó màu. Viết thêm ra. Thực ra nó là mũi tên đi ngược thôi. Về đây chính là Q, đúng không? Đổi từ B phẩy sang B. Đúng chưa nào? Thì hai thằng này nó hợp thành với nhau. Ô chết. Lộn. Q là B sang B phẩy, xin lỗi thầy giáo viết nhầm. Trên này là con Q là lộn thứ tự, viết nhầm một phát biết ngay, lúc kiểm tra lại biết ngay. Đây là gọi để thống nhất với tài liệu. Thế thì theo cái tài liệu hai cái này thì nó đi từ đây đến đây. À, thì có phải là nó đi biến đổi cơ sở V sang cơ sở B không? Và đó chính là gì? P nhân Q, nhưng thực ra là cái con Q này đi trước này. Con nào đi trước thì viết bên phải. Thế thôi. Mà con này lại bằng cái đi từ B đến B thì nó là đồng nhất ở trên nhớ rồi. Như vậy hai thằng này đang nghịch đảo với nhau. Q chính là bằng P mũ trừ 1. Mã trận nghịch đảo. Bài toán được giải quyết xong. Ấy. Một mệnh đề. Và cái công thức này là giúp chúng ta hiểu được hơn ở cái chỗ thầy giáo vừa dùng bài đầu tiên mà thầy giáo dùng tích phần đầu ấy, phần đầu mà dùng cái phương pháp thứ hai đấy, cách thứ hai đấy chính là dùng đây này, biểu đồ giao hoán đây, thấy nó ngược đó. Ở đây nó lại rồi áp dụng phần này siêu nhanh đúng không? Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phẩy bằng hai cách. Cái này nó ngược lại với ví dụ 1.16, 1.16 là đi từ B phẩy sang B. Thì cách thứ nhất là chúng ta làm trực tiếp. Đây là đang chuyển từ B sang B phẩy thì chúng ta phải phân tích các vector của B theo các vector của B phẩy, tức là U1 bằng x nhân u phẩy cộng y nhân với u2 phẩy, tương tự như vậy u2. Đấy, đúng chưa? Đấy. Thì mình sẽ gộp chung cái là mình cộng lại với nhau trước. Tí nữa mình lập U1 bằng x nhân u phẩy 1 cộng y nhân u phẩy 2 tương đương này. Đấy, chúng ta sẽ giải ra là x bằng trừ 2 y bằng dư 3.
Tương tự như vậy, trường hợp thứ hai là U bằng cái này và dẫn tới nghiệm này. Như vậy là ma trận chuyển cơ sở từ B sang cơ sở B phẩy. B sang B phẩy thì anh phải biểu thị B theo B phẩy mà. Như vậy là đây là trừ 2 trừ 3, 3, 5. Biết thì trường ngang. Cách thứ hai chúng ta sử dụng định lý thì chúng ta đã biết là cái ma trận chuyển từ cơ sở B phẩy sang B ở nhờ cái ví dụ ở trên là trừ 5 trừ 3, 3, 2. Suy ra ma trận chuyển cơ sở từ B sang A phẩy là nghịch đảo của nó. Cái phần tìm nghịch đảo đấy người ta đã quen rồi nhé. Trong nhân đây là det của nó là bằng trừ 1. Cho nên công thức của nó kết quả như trên. Đấy, mà hai cách. Thì cách hai em bảo là thích thuộc thì học cách một cho nó nhanh. Cách một thì đúng rồi, nhưng mà vấn đề là có khi nó lại giấu cái cơ sở đi. Giấu đi thì làm gì biết tọa độ của nó mà biết biết như thế nào đâu mà tính, đúng không? Thì mình phải dùng cái cách thứ hai. Như vậy là chúng ta đã ghi nhớ được cách thứ hai. Nhưng mà bây giờ thầy Hào sẽ giới thiệu thêm cách thứ ba. Chúng ta sẽ sử dụng cái này, chúng ta thiết lập biểu đồ giao phát. Biểu đồ giao phát. Chúng ta nhìn nhé. Thầy Hào viết tay trước tí là đánh máy. Giải được Thảo cái cách thứ ba hay lắm. Chúng ta đang cần tìm ma trận chuyển từ B sang B phẩy, đúng không? B này, B này. B này, B phẩy này, đúng không? Thế từ B sang S thì ta có tìm được ngay. Từ B phẩy sang S cũng có ngay. Đây chính là P của B sang S. Đây chính là P của B phẩy sang S. Đúng không? Nhưng mà vừa rồi cái tính từng cái một. Thầy giáo viết thế. Cái thì cách P từ B sang S. Ta nhìn đi, tọa độ là gì viết thế? 1 2 2 3. Rồi ở dưới B B phẩy sang S. B phẩy sang S là 1 trừ 1 này. Một khớp. Đúng không? Nhưng mà rất tiếc nó lại đi theo thế này. Đấy. Đầu là con này, đuôi là con này. Nên đi như này không được, cho nên phải đi từ đây đến đây, xong rồi đi tiếp xuống này. Như vậy nó là nghịch đảo của cái này, đúng không? Nó ngược lại của cái này. Như vậy cái công thức nó phải là về cái nào sau viết bên bên phải, viết bên trái. Chỉ một nhân với P của S. Hãy số vào là xong. Như vậy ở đây là P phải S đây bằng đây rồi. À, 1, 1, trừ 1, 0, mũ trừ 1 nhân với cái này. 1, 2, 2, 3. Thay vào là ra. Rất ngon lành. Ừ. Đây. Đây, theo đánh máy lại cho nó đẹp. Được chưa? Rất dễ dàng, đúng không? Thế phía dưới là mình viết thì thôi, chủ quản thực ra là máy tính nó bấm, mình bấm nó máy tính.